Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thông Hương Khê. Bây giờ là mục thông tin quảng cáo. Ui, xoáy mạnh thế. Ui, đang nhìn gì mà ngoáy với chả xoáy tít đấy. Anh đang nói cái xoáy nước như cơn lốc thần đang nhấn trong máy giặt Panasonic đây này. Ôi, xoáy tít thò lò thật đấy. Ừ, vì đấy là xoáy nước Water Bazooka, được tạo ra bởi công nghệ GD Inverter, một công nghệ mới được cải tiến có trên máy giặt Panasonic. Nói về công nghệ TD Inverter sẽ giúp tiết kiệm điện năng tối đa, còn thúc đẩy động cơ máy tạo ra cơn xoáy nước mạnh mẽ Water Bazooka, nâng cao hiệu quả giặt giũ. Wow, thế thì mọi vết bẩn bám trên quần áo chỉ có bị đánh văng ra hết thôi. Đúng thế. Vậy đúng lúc nhà mình đang cần máy giặt mới, đã thấy Panasonic thế này là phải nhích ngay thôi anh. Thì trời cũng chiều lòng người rồi. Đúng lúc điện máy xanh đang giảm giá đến 15% cho tủ lạnh, máy giặt của Panasonic rồi này. Lại còn yên tâm mà dùng vì được bảo hành động cơ tận 12 năm. Ôi, chỉ có thể là Panasonic thôi vợ ơi. Ôi, bảo hành tối đa, giảm giá ngon lành, thế thì dây nhanh, không nghĩ nữa. Nhất trí. Panasonic, chuyên gia diệt khuẩn. Mời quý thính giả và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.